Nhiều máy bay, tàu chiến khủng của Anh, Mỹ tham gia tấn công Syria. Thưa quý vị thính giả, trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, James Mattis cho biết, chiến dịch tấn công trên nhằm tiêu diệt các cơ sở hạ tầng về vũ khí hóa học của Syria. Ông Mattis khẳng định, Mỹ luôn tìm cách tránh thương vong đối với dân thường tại Syria. Còn Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Joseph Dunford cho biết, Mỹ muốn giảm đến mức tối thiểu nguy cơ thương vong cho lực lượng Nga trong chiến dịch tấn công Syria. Ông Dunford xác nhận lực lượng hải quân và không quân Mỹ và các đồng minh đã tham gia vào chiến dịch tấn công Syria. Ông Danford cũng cho biết mục tiêu đầu tiên của Mỹ là một cơ sở nghiên cứu học tại Syria. Trong khi đó, một số nguồn tin cho hay lực lượng phòng công của quân đội Syria đã đánh chặn hơn 20 tên lửa. Nhiều tiếng nổ đã xuất hiện ở thủ đô Damascus cũng như thành phố Masyaf ở tỉnh Hama. Trong khi đó, Reuters đưa tin, Bộ Quốc phòng Anh cho biết bốn máy bay chiến đấu Tornado của không quân Hoàng gia Anh RAF đã tham gia vào chiến dịch tấn công Syria. Anh cũng đã sử dụng tên lửa Shadow để tấn công các cơ sở quân sự cách thành phố Homs khoảng 24 km về phía Tây. Đây được cho là nơi cất giữ vũ khí hóa học của chính quyền Syria. Bộ Quốc phòng Anh cũng khẳng định những cơ sở bị tấn công đều cách xa các khu dân cư đông người.